Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube nhà đất Phạm Thọ. Thì hôm nay em Thọ sẽ làm một cái video đặc biệt để giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc mà đợt này rất là nhiều anh chị có gọi về cho em. Và hôm nay sẽ có rất là nhiều tin vui cho những anh chị khách hàng đang có đất hoặc có nhà trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, hoặc là những anh chị khách hàng mà đang đầu tư trong dự án Cát Tường Phú Hưng anh chị nhé. Thì trước tiên là trên màn hình anh chị có thể thấy cái sơ đồ của dự án Cát Tường Phú Hưng trên cái tổng thể của thành phố Đồng Xoài anh chị nhé. Thì trước tiên là em cũng xin phép là hôm nay sẽ trả lời 5 câu hỏi anh chị ạ. Thứ nhất là câu hỏi về cập nhật về cái tiến độ cái đường Phan Bội Châu, con đường mà kết nối từ quốc lộ 14 anh chị. Đây, từ quốc lộ 14 đi qua khu công nghiệp Đồng Xoài 3 và đi về dự án Cát Tường Phú Hưng là hiện tại đã làm tới đâu rồi. Và thứ hai là khu công nghiệp Đồng Xoài 3 thì bây giờ mức độ công nhân cũng như là cái có thêm những cái nhà xưởng mới đã vào xây dựng đợt này hay không. Và câu hỏi thứ ba về cái đường Trường Chinh anh chị nhé. Cái đường Trường Chinh thì bây giờ là tốc độ làm tới đâu rồi. Và câu hỏi thứ tư đó là vấn đề ra sổ nhà trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng anh chị nhé. Và câu hỏi thứ năm là về chợ đêm cũng như là giá cả và bao nhiêu căn nhà xây trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng rồi. Đấy, đó là năm cái vấn đề, năm cái chủ đề mà ngày hôm nay em Thọ muốn gửi tới tất cả anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư cứ xem hết video này để em Thọ sẽ giải đáp chi tiết cụ thể cho anh chị luôn anh chị nhé. Thì như trên video anh chị này, đây là dự án Cát Tường Phú Hưng của chúng ta, chỗ con chuột em chị màu đỏ ấy. Thì xung quanh này thì có khu công nghiệp Đồng Xoài 3 anh chị này, khu công nghiệp Đồng Xoài 2, khu công nghiệp Đồng Xoài 1 và khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, là trong vòng bán kính khoảng 3 cây số là có 3 cái khu công nghiệp hiện hữu và lớn nhất đã đi vào hoạt động sản xuất rồi anh chị nhá. Và đường Phan Bội Châu đây, và từ dự án chúng ta đi ra đường DT741 anh chị là khoảng 200 m, và đi về vòng xoay Đồng Xoài đấy anh chị là rơi vào khoảng là 4 cây số đấy. Thì trước mắt là sẽ giải quyết cái câu hỏi mà nhiều anh chị đợt này hỏi nhất, đó là cái câu hỏi về cập nhật về cái đường Phan Bội Châu. Thì đường Phan Bội Châu anh chị nhé, đây đây là video bằng flycam mà em Thọ bay trực tiếp từ khu dự án Cát Tường Phú Hưng để cho anh chị có thể cảm nhận được cái kết nối giao thông đi qua dự án anh chị nhé. Thì cái đường Phan Bội Châu là đi từ quốc lộ 14 đi qua khu công nghiệp Đồng Xoài 3 và đi về dự án Cát Tường Phú Hưng. Thì con đường mà em đang bay đây anh chị này, đây là con đường D3 trong khu công nghiệp Đồng Xoài 3 đấy anh chị. Thì khu công nghiệp Đồng Xoài 3 thì như trên màn hình anh chị có thể thấy ấy, là hiện tại là lượng nhà máy về là khá là nhiều anh chị nhé. Và cái khu bên trong dự án này ấy, thì cái nhà máy KUKA này anh chị này là hiện tại đang là nhà máy sản xuất lớn nhất, và lượng công nhân đang làm việc trong khu vực này là lớn nhất anh chị nhé. Cái nhà máy này anh chị này là đã hoạt động hết công suất rồi đấy. Còn một cái KUKA ở phía cuối đường tuyến tránh quốc lộ 14 nữa anh chị, thì lát nữa em sẽ quay thêm cho anh chị xem. Đấy, thì quay như vậy thì anh chị có thể xem luôn về những cái tổng quan trong 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 cái khu công nghiệp Đồng Xoài 3 anh chị nhé. Anh chị có thể thấy trên màn hình này có một cái nhà xưởng rất là lớn. Cái này là của công ty nội thất nữa anh chị này. Ở Đồng Xoài đấy anh chị, là đặc biệt có một cái này là người ta về những cái công ty mà làm nội thất ghế sofa của Đài Loan, người ta về rất là nhiều anh chị nhé. Đấy, người ta về rất là nhiều. Tại sao lại như vậy? Tại vì Bình Phước ấy là người ta có nguồn nguyên liệu có sẵn, đó là cây cao su. Cây cao su thì tới tuổi thanh lý người ta sẽ bán, và các doanh nghiệp người ta sẽ mua những cái cây cao su đó và người ta làm nguyên liệu để sản xuất các nội thất, các đồ nội thất như ghế sofa hay là kệ tủ bàn ghế anh chị nhé. Đấy, còn cái nhà máy trắng trắng này anh chị này, nếu mà anh chị nào mà xem video của em Thọ nhiều ấy, là hôm trước là cái này ấy là người ta mới làm thôi, nhưng mà bây giờ ấy là người ta cũng làm xong rồi anh chị nhé. Đấy, cái này làm cũng gần xong rồi, cũng chuẩn bị đi vào sản xuất rồi anh chị ạ. Đấy, cho nên là lượng công nhân tại khu công nghiệp Đồng Xoài 3 bây giờ người ta đổ về rất là nhiều anh chị ạ. Đấy, không phải lý tự nhiên mà cái khu chợ đêm bây giờ lại làm ăn cực kỳ ngon đâu anh chị. Tại vì lượng công nhân về cực kỳ đông luôn.
Đợt này ấy, cái văn phòng của em Thọ ấy, thì thường là có một số anh chị công nhân ấy, là người ta tới qua nộp hồ sơ bên khu công nghiệp Đồng Xoài 3 ấy, thì người ta có đi lộn vào khu Cát Tường Phú Hưng. Đấy, cho nên là em thấy là trong khu Đồng Xoài 3 ấy, bây giờ tuyển công nhân cực kỳ nhiều luôn anh chị nhé. Và quay trở lại với câu hỏi về cập nhật về đường Phan Bội Châu. Đây là đường Phan Bội Châu anh chị nhé. Thì đường Phan Bội Châu này dự kiến là tới ngày 30 tháng 4 năm 2023 này là Ủy ban Nhân dân tỉnh người ta sẽ xuống cắt băng khánh thành anh chị nhé. Thì như trên màn hình anh chị có thể thấy ấy, là các đường điện anh chị này, cột điện đấy là người ta đã làm sẵn hết rồi anh chị nhé, lát đá vỉa hè hai bên rồi đấy, anh chị có thể thấy trắng trắng đây anh chị này, đây là lát đá vỉa hè rồi nhé. Còn người ta đang trồng cây xanh cỏ đấy anh chị, cỏ hoa cỏ ở trên trên chỗ em chị con chuột màu đỏ đấy. Đây là video em quay ngày hôm qua đấy anh chị đấy. Còn đợt này thì ngày nào người ta cũng làm để kịp tới 30 tháng 4 người ta lại thông xe thông đường đấy anh chị đấy. Phía bên trên này thì người ta trồng hết rồi anh chị này, còn lại thì anh chị công nhân thì bây giờ người ta đang lát đá vỉa hè đấy anh chị đấy. Và cái đường này anh chị này thì tại sao bây giờ lại 30 tháng 4 người ta thông xe được nhanh? Thứ nhất là đường đã lưu xong rồi anh chị nhé, đường ở trên này người ta lưu xong rồi, và riêng cái làm đường anh chị thì người ta sẽ cần một cái khoảng thời gian, đó là cái khoảng thời gian để cho đất đá nó gắn kết và nó có độ lún thì đường nó mới chắc. Cho nên là cái việc khi mà đủ điều kiện cái là người ta sẽ rải nhựa, mà khi rải nhựa ấy, thì rất là nhanh. Cái như cái khúc Phan Bội Châu này thì em nghĩ rải nhựa cùng nhanh, cùng lắm là chỉ khoảng một tuần là xong thôi đấy. Khu trên này thì người ta cũng giải phóng mặt bằng xong hết rồi anh chị nhé. Đấy, đường bây giờ thông hết lên trên này rồi. Và em xin bật mí thêm cho anh chị một điều về vấn đề giá đất ở khu vực trên này. Thì anh chị thấy này, toàn bộ cái khu mà ngay con chuột em chị nhé, là khu tái định cư của thành phố Đồng Xoài, và giá đất ở trên này bây giờ là 10 nhân cho 25, bây giờ là người ta bán khoảng 4 tỷ, là bán thời điểm này anh chị nhé, là tính ra là 5 mét của nó, đường 13 mét thôi anh chị, 5 mét nhân 25, 125 mét vuông, đường 13 mét, giá là 2 tỷ, trong khi đất trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, nó chỉ cách cái khu trên này thôi, nó cách trên này khoảng một cây số thôi, mà giá những cái nền 5 x 25 đường 28 m bây giờ khoảng 1 tỷ 6 đến 1 tỷ 6 50 thì rất là rẻ. Còn những cái đường mà đường 12 m, đường 14 m bây giờ 5 x 20 trong khu Cát Tường Phú Hưng chỉ là 1 tỷ 150 đến 1 tỷ 2 thôi, thì anh chị thấy cái sự chênh lệch giá rất là nhiều. Thì khi có sự chênh lệch giá như vậy đấy anh chị, thì người ta sẽ đổ về khu Cát Tường Phú Hưng để người ta đầu tư, tại vì cách nhau chỉ có một cây số thôi, mà đường là đường thông nhau, đường lớn, thì tại sao người ta không mua ở Cát Tường Phú Hưng, người ta lên đây mua cho nó đắt, đúng không anh chị? Đấy, đây là cái thực tế anh chị nhé. Tại vì nếu anh chị khách hàng nào mà xem video nhiều của em Thọ ấy, em cũng có được ký gửi rất là nhiều đất ở trên này anh chị này, và em đăng lên luôn và đã có giao dịch ở trên này rồi đấy. Và giá đất là như em nói luôn anh chị nhé, giá thời điểm này là 10 x 25 là 4 tỷ đã giao dịch anh chị nhé. Đấy, còn thời điểm đất sốt là 10 x 25 ở trên này, khu tái định cư trên này là người ta giao dịch khoảng 5 tỷ rưỡi đến 6 tỷ rồi. Đấy, đó là thực tế anh chị nhá, mà đường của nó đường 13 mét thôi là giá trên này đang gấp rưỡi giá của khu Cát Tường Phú Hưng, mà hạ tầng trên này thì tiện ích ấy, thì nó không thể bằng Cát Tường Phú Hưng được. Đấy. Trên này đây anh chị này, nếu anh chị mà có con mà các mình xây nhà ở trong Cát Tường Phú Hưng, con cái nhà mình đi học ấy, thì trên này trên trục đường Phan Bội Châu là có trường mầm non Tân Bình anh chị này, rồi trường cấp 3 Đồng Xoài, còn ở phía bên con chuột em chị đây là trường chuyên Quang Trung, còn toàn bộ trên này ấy là khu hành chính anh chị nhé. Đấy, thì đây là toàn bộ những cái tổng quan về đường Phan Bội Châu để cho anh chị nắm. Đấy, đây anh chị này, đây là quốc lộ 14 đây anh chị này. Đấy, quốc lộ 14 là nằm ngay đây chỗ con chuột em chị đấy. Đấy, đó là cập nhật và lý giải cho anh chị về đường Phan Bội Châu để cho anh chị có thể yên tâm anh chị nhé. Và tiếp theo là đến câu hỏi thứ hai về khu công nghiệp Đồng Xoài 3. Đấy, khu công nghiệp Đồng Xoài 3 thì nhiều anh chị có điện cho em hỏi về cái nhà máy lớn ở bên khu công nghiệp Đồng Xoài 3, thì bây giờ là người ta đã vào sản xuất chưa? Thì em xin báo cáo với anh chị là đây là toàn cảnh cái nhà máy lớn nhất trong khu công nghiệp Đồng Xoài 3, cũng là của tập đoàn Kuka bên Đài Loan, cũng sản xuất nội thất sofa anh chị nhé.
Thì cái khu bên này thì hiện tại người ta đã đi vào vận hành và sản xuất rồi anh chị nhé. Đấy, đi vào vận hành và sản xuất rồi nên lượng công nhân đổ về khu công nghiệp Đồng Xoài 3 hiện tại là rất là đông luôn anh chị ạ. Đấy, nên là chợ đêm là cái khu vực duy nhất trong khu Cát Tường Phú Hưng theo em Thọ nắm bắt hiện tại là giá không có giảm anh chị nhé. Đấy, tại vì nếu đặt một trường hợp anh chị khách hàng nào mua đất tại chợ đêm Cát Tường Phú Hưng, bây giờ chỉ cần lên buổi tối thôi là không bao giờ người ta bán đất đó ra nữa anh chị ạ. Tại vì buổi tối rất là đông. Đấy, hiện tại là có thêm những cái quỹ đất xung quanh chợ đêm là người ta đã thuê để người ta làm kinh doanh rồi. Lát nữa em qua khu chợ đêm để em quay cho anh chị thấy luôn anh chị nhé. Đấy, và thêm một cái nữa đó là cái nhà xưởng này anh chị này. Đây, cái nhà xưởng này thì anh chị nếu theo dõi em Thọ nhiều ấy thì cái nhà xưởng này thì nó cứ xây ì ạch anh chị ạ. Thì khả năng trong khu này ấy, cái nhà xưởng này ấy là người ta thuê đất rồi và người ta đang tìm đối tác để thuê. Đấy, thuê đất người ta xây nhà xưởng lên người ta cho thuê đấy anh chị. Đấy, vì thành phố Đồng Xoài Bình Phước ấy thì bây giờ tìm những cái khu công nghiệp mà hoàn thiện về hạ tầng như vậy. Đấy, rồi thứ nhất là hệ thống nước thải, an ninh giao thông và liên kết các đường lớn để vận chuyển hàng hóa là chỉ có Đồng Xoài 3 bây giờ là đáp ứng đủ tiêu chí và thuận tiện nhất thôi anh chị. Cho nên là người ta đón đầu xu hướng, người ta về đây người ta xây nhà xưởng đấy anh chị. Đấy, còn ở phía mặt bên ngoài này anh chị này thì em thấy cũng chưa có nhiều cái thay đổi gì đâu anh chị. Đấy, chưa có nhiều thay đổi gì đâu. Còn chỉ có thêm một cái ở phía bên này. Đây, một cái nhà xưởng cực kỳ to. Đây, phía này là một cái nhà xưởng rất là lớn anh chị nhá. Ngay con chuột em chị này. Thì bây giờ người ta đang xây cái nhà xưởng này. Đấy, cái này là thành hai cái anh chị nhá. Người ta làm thành 3 phân khu giống như bên khu ca đấy. Đấy, thì bên khu công nghiệp Đồng Xoài 3 theo cái tầm nhìn của em đấy anh chị, thì trong vòng khoảng 5 năm nữa thôi là bên này có thể lấp được kín cái khu công nghiệp Đồng Xoài 3. Đấy, cho nên là những cái anh chị mà có đất ở cái khúc đường này anh chị này, tuyến tránh quốc lộ 14 mà khúc nhà dân ấy, thì bây giờ người ta kinh doanh ngon lắm anh chị ơi. Đấy, và giá đất ở trên trục đường này ở phía dân đấy anh chị, một miếng 5m sâu 30 anh chị nhé, là bây giờ người ta giao dịch là 4 tỷ 250 triệu. Và mặt trục đường này anh chị này, ở phía từ đèn xanh đèn đỏ đường DT741 chạy vào á, thậm chí mình muốn mua còn rất là khó mua. Đấy, buổi sáng công nhân họ đi rất là đông luôn anh chị ạ. Thế hôm nào để em quay cho anh chị cảm nhận luôn. Đấy, và tiếp theo là đến cái câu hỏi về tuyến đường Trường Chinh. Thì em đang bay video dọc cái đường Trường Chinh anh chị này. Thì đường Trường Chinh thì trước giờ thì nó vẫn cứ vậy thôi anh chị ạ. Nhưng mà bây giờ thì có một cái tin vui. Em chỉ báo cho anh chị những cái thực tế thôi anh chị nhé. Còn diễn biến thực tế như thế nào thì tới đâu em sẽ báo cho anh chị, em cập nhật cho anh chị rõ ràng luôn. Đó là đường Trường Chinh thì hiện tại là đã có chủ trương đền bù, đã có quỹ đất đền bù, và những ai không lấy đền bù thì người ta sẽ tiến hành là lấy tiền anh chị nhé. Và theo thông tin mà em nắm bắt trực tiếp của người dân luôn anh chị nhé, những người mà bị mất nhà, mất đất đấy, dọc cái đường Trường Chinh đấy anh chị, thì bây giờ là người ta nói là đã có đi chọn những cái suất tái định cư rồi. Và suất tái định cư thì em thấy thành phố Đồng Xoài người ta cũng cho bà con cái suất tái định cư ở trên hồ Suối Cam đấy anh chị. Hồ Suối Cam ở trên phường Tân Phú ấy, thì trên đó một suất tái định cư sẽ là ngang 5 và chiều sâu là 25 đấy anh chị. Là những cái hộ dân giống như những cái anh chị ở nhà đây anh chị này, là những anh chị này thì em chơi khá là thân thiết nên là em nắm rất là rõ, là anh chị nói là nhận tái định cư ở trên hồ Xuân Hương rồi. Đấy, còn những cái hộ mà không lấy tiền, không lấy tái định cư thì sẽ tính ra giá đất thị trường và người ta sẽ đền bù anh chị nhé. Đấy, thì đây là những cái thông tin chính xác và xác thực nhất về đường Trường Chinh. Đấy, còn bây giờ ấy, là trên thực tế thì đang làm dở dang, còn trên cái thực tế của bà con có báo lại đấy là đã có lập danh sách và gửi toàn bộ thông tin như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, sổ đất lên để nhà nước là tiến hành đền bù cũng như là cấp tái định cư rồi anh chị nhé. Đấy, khúc này là đường Trường Chinh mà đoạn làm rồi anh chị này, thì đường Trường Chinh sẽ bắn dọc như vậy luôn. Đấy, cho nên là anh chị đầu tư trong khu Cát Tường Phú Hưng ấy thì anh chị cứ kiên trì kiên nhẫn, tại vì thời điểm này ấy
Thực ra không phải một mình Cát Tường Phú Hưng đâu anh chị, cả nước luôn, cả nước, cả thế giới luôn là bất động sản nó suy giảm. Đấy, ngoài các chính sách của nhà nước cũng còn lại các yếu tố giống như thế là chiến tranh trên thế giới thì tình hình chung thôi chứ không phải một mình đâu. Đấy, anh chị khách hàng nếu không có áp lực nhiều về vấn đề trả nợ ngân hàng hay là vay mượn đấy thì em khuyên là nên giữ bất động sản lại anh chị ạ. Tại vì giá trong Cát Tường Phú Hưng hiện tại mà bán ra nó quá rẻ đi, cách nhau có một cây số thôi mà một bên là 2 tỷ trong khi một bên chỉ có 1.150 đến 1.2 tỷ, thì em nói anh chị là tại sao mà mình không mua 1.150 mà hoặc là mình giữ lại mà mình lại bán rẻ cái tài sản của mình đi, đúng không? Trong khi rất là nhiều yếu tố kích cầu và yếu tố chờ cho khu Cát Tường Phú Hưng. Đấy, và quay trở lại với đường Trường Chinh anh chị này, thì cái dọc cái tuyến mà Flycam này em bay đây anh chị này, là cái đường này ấy, là nó sẽ thông thẳng lên khu công nghiệp Bắc Đồng Phú anh chị nhé, và khu nhà ở xã hội Công Thành. Đấy, thì anh chị cứ hình dung một lượng rất là lớn người dân ở trên khu nhà ở xã hội Công Thành này, người ta không có chỗ vui chơi. Đấy, trên này toàn là nhà thôi. Thì khi mà kết nối đường Trường Chinh ấy, quãng đường đi về Cát Tường Phú Hưng nó rộng mở lên, nó gần hơn, thì người ta tập trung về Cát Tường Phú Hưng để người ta vui chơi, cũng như là những anh chị mà là công nhân ở trong khu công nghiệp Bắc Đồng Phú ấy, người ta sẽ đi các con đường tắt này, người ta về Cát Tường Phú Hưng người ta vui chơi cũng như là ăn uống. Thì khi đó Cát Tường Phú Hưng nó sẽ sinh ra rất là nhiều dịch vụ, giống như bây giờ trong chợ đêm dịch vụ phát sinh rất là nhiều anh chị nhé. Đấy, mà khi những cái dịch vụ đó nó phát sinh ra đấy anh chị, thì giá trị bất động sản của chúng ta nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Đấy, anh chị thấy không, từ Cát Tường Phú Hưng lên đây rất là gần. Đấy, chỉ có một đoạn thôi. Đấy, đây là khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, chỗ con chuột của em đang chị đấy. Đấy, để cho anh chị yên tâm anh chị nhé. Đấy, nhiều anh chị là có hỏi em về cái vấn đề đường Trường Chinh và đường Phan Hội Châu, thì em làm một đoạn video về phần video đó. Thì nếu anh chị nào mà có thêm thắc mắc gì ấy, thì cứ gọi về cho em, thì em sẽ giải đáp đầy đủ cho anh chị luôn anh chị nhé. Toàn bộ những cái thông tin em truyền tải tới anh chị là những cái thông tin có thực thì em mới nói anh chị nhé. Còn những cái yếu tố chờ ấy, nếu yếu tố nào yếu tố chờ thì em sẽ nói anh chị là yếu tố chờ. Còn những cái yếu tố nào mà thực tế thì em sẽ báo cho anh chị là thực tế nó như vậy anh chị ạ. Đấy, đó là cái vấn đề về cập nhật đường Phan Bội Châu, khu công nghiệp Đồng Xoài 3 và đường Trường Chinh. Tiếp theo có một tin rất là vui cho tất cả những anh chị khách hàng mua những căn shop house trên trục đường tuyến tránh quốc lộ 14 hay còn gọi là đường đại lộ Phú Hưng. Đấy, những căn nhà đây anh chị này. Đấy, những căn nhà trên trục đường này là hiện tại chủ đầu tư đã hẹn khách hàng là tới ngày 18 tháng 4 năm 2023 là sẽ đi công chứng nhận sổ anh chị nhé. Đấy, đi công chứng nhận sổ là ngày 18 tháng 4 năm 2023 là nhà đã hoàn công rồi. Thì đây là một trong những cái yếu tố mà em Thọ khẳng định với anh chị là phải chúc mừng anh chị đấy anh chị. Đấy, vì một cái lô đất, một căn nhà mà mình mua trên trục đường này mình xây dựng lên thì nó cũng ngót nghét của mình cũng gần 4 tỷ cái tài sản của mình như vậy, mà bây giờ ấy, có sổ là giá trị bất động sản trên trục đường này sẽ tăng lên rất là tốt anh chị này. Đấy, giá trị bất động sản trên trục đường này sẽ tăng rất là tốt, tại vì bây giờ người ta xây nhà lên là người ta sẽ được cấp sổ, thì những anh chị khách hàng xuống tiền sẽ rất là tự tin anh chị nhé. Đấy, không giống như lúc trước ấy, là xuống tiền rồi bảo là xây nhà lên biết khi nào mới được cấp sổ. Đấy, cái này là tâm lý chung anh chị ạ. Kể cả bản thân em cũng rất là thích trên trục đường này, em từng mua 2 lô trên trục đường này luôn, nhưng mà em cũng băn khoăn như vậy nên là em cũng bán ra. Thì có một số cô chú là người ta chấp nhận được rủi ro thì người ta ôm lại cái sản phẩm đó lại và người ta xây nhà lên. Thì bây giờ đó là một trong những cái cây mà đã cho trái ngọt cho người ta rồi anh chị. Và tiếp theo đây anh chị này, có hai căn nhà này của anh chị khách hàng ở bên Bình Dương á, người ta xây lên người ta cho thuê. Và cái căn trước mặt anh chị mà đậu hai cái ô tô này anh chị này, là người ta thuê người ta làm nhà hàng, và nhà hàng này phục vụ những chuyên gia người Trung Quốc, người Đài Loan ở bên các khu công nghiệp là Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2, Đồng Xoài 3, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú. Là ở các chuyên gia bên đó là người ta đặt suất ăn trước, rồi sẽ cuối ngày buổi trưa hoặc buổi tối người ta qua đây người ta ăn anh chị nhé. Đấy, anh chị có thể thấy không, khi mà một cái khu đô thị nó đã văn minh, nó lịch sự, nó hiện đại thì thu hút những cái người có tiền đấy, những cái giới tinh hoa người ta về đây đấy, thì bất động sản trong khu vực này ấy, nó sẽ tăng trưởng rất là bền vững anh chị nhé. Đấy, thì đây là một cái yếu tố mà em phải chúc mừng tất cả anh chị
Đấy, em chúc mừng thêm các anh chị một lần nữa đấy. Tại vì anh chị là những người kiên trì, những người tin tưởng vào chủ đầu tư, và ngày 18 tháng 4 này sẽ đi công chứng nhận sổ. Và riêng bản thân em hiện tại em cũng có cái file sổ của những căn nhà ở trên trục đường này rồi. Đấy, thì nếu anh chị nào mà muốn xem thì em Thọ sẽ gửi cho anh chị xem luôn. Đấy, và đợt này chủ đầu tư có bán shop house trên mặt đường này đấy anh chị nhé. Đây, toàn bộ những cái căn shop house này là đợt này chủ đầu tư bán. Thì nếu anh chị khách hàng nào mà có tầm nhìn chiến lược 5 năm, 10 năm có thể đầu tư trên trục đường này anh chị này, thì giá shop house ở trên trục đường này bây giờ là khoảng 5 tỷ 2 anh chị nhé, 5 tỷ 2 đến 5 tỷ 3. Đấy, diện tích là 5 x 26 và xây dựng sẽ là 5 x 20, 1 trệt, 2 lầu. Đấy, và hoàn thiện mặt ngoài, bên trong thì để trống anh chị nhé, tự anh chị về anh chị tự thiết kế. Đấy, thì theo đánh giá của em Thọ đấy anh chị, thì đối với những cái shop house trên trục đường này anh chị này, thì anh chị có thể mua từ 2 đến 3 nền, 2 đến 3 căn sau này anh chị có thể cho thuê. Thì bây giờ cho thuê là rẻ nhất trên trục đường này là 15 triệu một tháng anh chị nhé. Còn nếu anh chị mà cho thuê 2 căn giống như những cô chú mà cho thuê bên nhà hàng Trung Quốc ấy, thì cho thuê khoảng 22 triệu một tháng. Còn về lâu về dài trục đường này ấy, bây giờ nếu mà mua của chủ đầu tư thì mình được trả góp trong vòng 4 năm không lãi suất. Đấy, thì nó cũng giống như mình vay ngân hàng thôi. Còn nếu anh chị trả tiền mặt một lượt luôn để xây nhà, để nhận nhà luôn ấy, thì nó rơi khoảng 3 tỷ 7 đến 3 tỷ 8 thôi. Thì cái vị trí này thì là vị trí tầm nhìn chiến lược lâu dài anh chị nhé. Đấy, trên này là những cái vị trí trên trục đường này, sau này các công ty người ta sẽ về đây, người ta thuê, người ta mở chi nhánh rất là nhiều anh chị nhé. Điển hình như hai căn này này, hai căn này là công ty ấy, công ty bên năng lượng mặt trời người ta thuê đấy anh chị. Đấy, thì sau này đối với những cái vị trí này, nếu anh chị khách hàng mà xây được lên đấy, thì sau này các bên giống như thế là bên ngân hàng này, rồi các bên như các ngân điện máy anh chị này, rồi trụ sở của FPT hoặc trụ sở của Mobifone, là người ta về người ta thuê trên trục đường này là chuyện rất là bình thường anh chị nhé. Nhưng mà nếu mà để chiến lược như vậy đấy, thì anh chị phải mua từ 2 đến 3 căn trở lên. Thì cái này là em Thọ cũng từng chứng kiến rồi, có một số khu giống như khu dự án Golden A của Kim Oanh ở bên Bến Cát Bình Dương á, thì cái thời điểm bán những cái trục mà xây nhà với cấp sổ như vậy anh chị này, người ta bán 1 tỷ rưỡi một nền, và lúc đó rất là mắc và không ai mua, ai cũng chê mắc. Xong Kim Oanh người ta giữ lại, sau này người ta xây nhà lên người ta bán luôn, thì lúc đó bán là cũng 5 tỷ, 4-5 tỷ một căn đấy. Và hiện tại anh chị có thể về đó tham khảo giá luôn. Em Thọ đảm bảo với anh chị không có căn nào dưới 10 tỷ đâu. Đấy, không có căn nào dưới 10 tỷ đâu anh chị nhé. Và từ dự án đó là bắt đầu làm là từ năm 2016, và shop house là bán là năm 2018 đấy anh chị, sau 4 năm. Đấy, là bây giờ giá phải trên 10 tỷ rồi anh chị, căn góc nó lên 15-20 tỷ rồi. Đấy, những vị trí này là phải có tầm nhìn chiến lược, và bây giờ anh chị mua ấy là nhà sổ sẵn anh chị nhé, rất là tuyệt vời luôn. Và trục đường đó là về vấn đề sổ nhà em cập nhật cho anh chị, và tiếp theo là vấn đề về dự án Cát Tường Phú Hưng. Thì sau đây là em quay dọc theo trục đường đại lộ Khải Hoàn anh chị nhé. Thì đại lộ Khải Hoàn anh chị này, toàn bộ nhà trên trục đường này hiện tại cũng đã nhận được thông tin là đi công chứng nhận sổ vào ngày 18 tháng 4 rồi anh chị nhé. Đấy, rất tin, rất là vui và rất là mừng cho anh chị ạ. Và anh chị khách hàng nào mà lên dự án Cát Tường Phú Hưng ấy, thì có ngoài ghé văn phòng nhà đất công quyền Phạm Thọ anh chị, thì văn phòng nhà em ở đây, đây có cây bàn đây anh chị này, có mặt của hai anh em ở đây, thì anh chị ghé vào em mời anh chị uống nước trà rồi mình trao đổi thêm về những cái vấn đề đầu tư. Đấy, Cát Tường Phú Hưng thì bây giờ là rất là đẹp. Hiện tại đấy anh chị, thì trên trục đường đại lộ Khải Hoàn này anh chị này, thì những cái lô đất mà thuộc block B12 này anh chị nhá, chỗ con chuột em chị ấy, là hầu như không có ai bán ra đâu anh chị ạ. Trục đường này lên 2 tỷ 2 rồi mà cũng chả có ai bán đâu. Chỉ có trục ngược lại thì cũng có những cái lô nó rẻ rẻ anh chị này. Anh chị nếu mua ấy, thì có thể tham khảo trục bên này, tại vì nó rẻ hơn trục bên này khoảng 4-500 triệu ấy. Trục đối diện ấy, trục đối diện thì nó ngược đường hơn, nhưng mà theo ý kiến của em Thọ nhá, khi mà đất nó lên ấy,
bên này giống như bên bên lốc B12 mà hết đất thì người ta cũng mua sang C4 thôi đấy, mà mình mua bây giờ giá đang rẻ đấy. Cái trục đường này giá nó rẻ ấy, là do cái vấn đề sổ sách thôi. Và tiếp theo là vấn đề thị trường. Thì theo cái tầm nhìn của em Thọ đấy anh chị, khi mà sổ sách của những cái căn nhà được cấp rồi ấy, thì đường này chắc chắn sẽ lên giá luôn anh chị ạ. Em đảm bảo với anh chị là chắc chắn 100% sẽ lên giá. Tại vì lúc đó cái tâm lý người mua người ta rất là thoải mái rồi. Đấy, thì người ta tự tin, người ta mua, người ta cứ xây xong là sẽ hoàn công rồi đi nhận sổ thôi. Đấy, tại vì các nhà đây là bây giờ là đi công chứng nhận sổ rồi. Thì trục đường này ấy thì em thấy ít có người bán ra, còn những cái khu mà đối diện khu ngược hướng đấy anh chị thì là bây giờ cũng có những lô khoảng 1,5 tỷ, 1,6 tỷ anh chị ạ. Cái trục này này, trục đối diện này anh chị nhé. Đấy, trục đối diện này. Đấy. Và đợt này cũng em đăng một số video thì có một số anh chị nói là đầu tư đất dự án đấy là không có lời. Thì cái quan điểm đó của anh chị là cũng có ý đúng anh chị nhé. Nhưng mà nếu anh chị đầu tư bất động sản dự án ấy, em chỉ cho anh chị những cái lô mà hiện tại trong các tưởng Phú Hưng tỷ suất sinh lời nhân 3 anh chị nhé. Cái quán cà phê này anh chị này, ngày xưa chủ đầu tư bán 2,5 tỷ trừ hết chiết khấu đi rồi 10%, ngày đó chiết khấu 10% và vàng nữa ấy, là rơi vào khoảng là 2,1 tỷ, 2,2 tỷ. Vị trí này đã trả lên giá 6,5 tỷ người ta không bán anh chị này. Đấy, là được nhân 3 anh chị nhé. Đấy, hai vị trí này là nhân đôi anh chị này, căn nhà này và vị trí đất này, tính đất thôi anh chị nhé, không tính nhà. Đấy, anh chị mua đất dự án anh chị phải chọn vị trí anh chị ạ. Anh nếu anh chị mà mua những cái vị trí mà nó xem nhau ở những cái trục đường xương cá, anh chị phải mua được giá rẻ nhất hoặc là mua lô góc. Còn nếu anh chị có tài chính, anh chị mua những cái lô góc vòng xoay này anh chị này, tất cả góc vòng xoay này đều lời gấp 2,5 lần đến gấp 3 rồi anh chị nhé. Đấy, đất dự án á, anh chị phải chọn được vị trí, và chọn được vị trí á, là anh chị lời rất là nhiều, chứ không phải là cứ mặc định bất động sản trong dự án á, là chủ đầu tư bán giá cao thì anh chị không có lời. Đấy, đất dân bây giờ á, anh chị nói lời nhiều, nhưng mà bây giờ thị trường xấu á, giảm giá một nửa bán không được, nhưng đất trong dự án chỉ cần giảm đến khoảng 20 đến 25% có người vào mua ngay. Đấy. Đấy là cái điều đặc biệt mà đất dự án và đất dân đấy anh chị, để cho anh chị có thể cảm nhận. Cái này thì em chia sẻ thêm thôi, còn thực sự ấy thì em Thọ so với tất cả anh chị khách hàng nhà đầu tư ấy, thì anh chị là đi trước em khoảng 15 20 năm thì cái này thì anh chị biết rõ nhất, cho nên là nhiều anh chị đầu tư á, là toàn mua những cái lô góc đắc địa là như vậy anh chị ạ. Và tiếp theo thì em sẽ cập nhật thêm cho anh chị về giá trong Cát Tường Phú Hưng. Thì trong Cát Tường Phú Hưng thì nói chung ấy là bây giờ những cái nền 87,5m² như vậy anh chị này, thì là giá 807. Lúc trước có những lô mà kẹt quá người ta bán 802 thì người khách hàng là người ta nhảy vào người ta mua ngay. Và bây giờ đến tìm đến 807 cũng không ra rồi. Nghĩa là những cái lô mà 87,5m², cái mặt bằng giá của nó sẽ thấp nhất của nó bây giờ là 850, là không thể xuống được rồi. Dưới 850 sẽ có người vào mua ngay. Đấy, tại thời điểm giá tốt ấy, vị trí này 87,5m² ấy, nó phải rơi vào khoảng là 1,2 tỷ rồi. Đấy. Còn đối với những cái nền 5x20 thì bây giờ em thấy xuất hiện cái nền là 1,2 tỷ anh chị nhá. Đấy. Còn những cái nền 5 x 18 thì bây giờ khoảng 1,1 tỷ. Đấy. Còn nói chung là giá thì em thấy là có xuống đấy anh chị, nhưng mà xuống không nhiều đâu. Đấy. Và đặc biệt á, là nó cá biệt, nó chỉ xuống một số trường hợp thôi anh chị nhé, chứ không phải là xuống đều, xuống đồng đều đâu. Có một số anh chị có hỏi em những cái vị trí góc mà em đăng lên ấy, là anh chị có nói là bây giờ giá đất xuống nhiều mà tại sao người ta gửi cái giá đó, thì em cũng chia sẻ luôn với anh chị á. Giá đất xuống nhưng mà nó xuống theo thị trường chung thì thanh khoản nó chậm lại, tốc độ quay tiền nó chậm lại. Nhưng mà một số anh chị khách hàng người ta bán đất ấy, là người ta cần thì người ta bán, còn không thì người ta cứ giao với giá đó, thì được thì người ta bán, chứ người ta không phải là người ta bị kẹt tiền đấy anh chị. Thì em cũng chia sẻ thật với anh chị như vậy. Đấy, còn nếu mà kẹt tiền là người ta bán thấp hẳn xuống luôn. Đấy, tại vì bên em là nhận sản phẩm của khách ấy,
là bên em sẽ tư vấn rõ ràng luôn với anh chị khách hàng luôn là nếu anh chị kẹt tiền muốn bán nhanh thì giá như vậy, còn nếu mà không kẹt thì anh chị cứ đề xuất giá rồi bên em sẽ chào, khách hàng nào phù hợp thì mình sẽ bán. Đấy, cho nên là rất ít lô góc hoặc những vị trí đẹp giống như vị trí trong chợ anh chị là người ta bán giá lộ đấy anh chị, giá giảm giá chứ không lộ đâu. Thực ra trong Cát Tường cũng không hưng là những ai mua trúng cái lúc đỉnh thì bây giờ mới lộ thôi, còn mua những cái thời điểm trước dịch Covid bây giờ vẫn lời bình thường. Đấy, thời điểm mình mua thôi anh chị ạ. Giống như thời điểm này anh chị mua được những cái vị trí 5-20, 1 tỷ 150 đến 1 tỷ 2 ấy, thì kiểu gì trả lời. Nhưng mà tâm lý ấy, là lúc thị trường xuống không ai mua, tới lúc thị trường sốt thì đua nhau đi mua. Đấy, thì cái này thì kể cả bản thân em ấy, là lúc sốt ấy, người ta trả giá thì được giá thì không bán, thì bây giờ muốn bán lại cái giá chưa bằng giá đó thì bán không được. Đấy, bây giờ mà anh chị cầm tiền mặt ấy, anh chị rất là nhiều lợi thế, tại vì đất dân anh chị này, đất xào, đất phân lô bây giờ á, em cũng đi phân lô đất luôn anh chị, bây giờ chết cứng luôn, không thanh khoản được đâu. Và loại hình bất động sản bây giờ mà giới đầu tư săn nhiều nhất đó là đất dự án, là một đất dự án nhưng mà phải tiện ích và kèm theo đó là tính thanh khoản và pháp lý nó rõ ràng thì người ta đi săn hàng ngộp ở trong đó. Và thứ hai là nhà phố trung tâm. Đấy, những cái loại hình bất động sản đó khi mà thị trường ổn định sẽ là những cái vị trí tăng giá đầu tiên, chứ không phải là đất xào, đất lô ở phía ngoài đâu anh chị. Đấy, cá nhân em vừa đầu tư đất dự án, vừa đầu tư đất xào, đất phân lô. Đấy, thì bây giờ em cảm nhận rõ ràng nhất cái đó luôn đấy anh chị. Đấy, và tiếp theo về câu chuyện chợ đêm anh chị nhé. Anh chị để ý nhé, những cái mái màu xanh này anh chị này là những cái mái mà chủ đầu tư Cát Tường ấy là người ta làm thì người ta cho thuê cũng như là cho khách hàng khi mua đất trong Cát Tường Phú Hưng. Còn những cái vị trí phía ngoài ngay con chuột em đây anh chị này là đợt này ấy người ta kinh doanh được cho nên là người ta thuê, đây là tiểu thương người ta thuê ấy, trong này là người ta làm trò chơi cho trẻ em anh chị này. Đấy, trò chơi cho trẻ em đấy là người ta kiếm được rất nhiều tiền trong chợ đêm, tại vì chợ đêm bây giờ cái yếu tố kích cầu nhiều nhất ấy, là lượng công nhân trong khu công nghiệp Đồng Xoài 3 cũng như là khu công nghiệp Bến Bắc Đồng Phú ấy, là người ta đổ về nhiều, cho nên buổi tối người ta đưa con cái ra đây vui chơi. Đấy, cái vị trí con chuột tiếp theo em chị đây, đây là cái tàu lượn đấy anh chị này. Đấy, phía bên này cũng người ta cũng thuê người ta làm tàu lượn rồi. Còn ngày trước Cát Tường là cái này là đất trống anh chị nhé, gọi là khoảng sân đấy, thì bây giờ người ta cũng thuê hết rồi. Và chợ đêm đấy anh chị là hiện tại đã có khá là nhiều tiểu thương người ta đang đi săn những cái lô góc này anh chị này. Đấy, hoặc những vị trí cặp nền để người ta thuê, người ta kinh doanh đấy anh chị. Đấy, năm nay thì mưa ít cho nên là chợ đêm Cát Tường ấy là kinh doanh cực kỳ ngon luôn anh chị nhé. Và rục rịch chuẩn bị có thêm những cái quán ăn, những cái quán nhậu ở trong, không phải trong chợ đêm đâu anh chị. Chợ đêm thì chủ đầu tư không cho bán đồ uống có cồn, nhưng mà theo em nắm bắt ấy thì đợt này là có một cô chú là mở quán nướng, quán nhậu ở ngay chợ đêm luôn, trong đất của cô chú. Đấy, cho nên là giá đất trong khu vực chợ đêm nó không xuống giá luôn đấy anh chị, thực sự luôn. Đấy, nên cũng chúc mừng anh chị là mua được đất trong chợ đêm. Và chợ đêm hiện tại là khu mà buôn bán cực kỳ ngon luôn. Buổi tối đấy anh chị, một gian hàng nhỏ thôi người ta kiếm vài ba triệu là bình thường. Đấy, thực sự như vậy. Còn những cái nhà mà gần chợ người ta bán nước, bán chơi chơi thôi anh chị, một đêm kiếm 700-800 nghìn. Đấy, cho nên là bây giờ ấy, chợ đêm nó không xuống giá là vậy đấy anh chị. Cho nên là ai nhanh tay thì mua được trong chợ đêm. Đấy, giống như hôm trước bên em rao 3 lô góc chợ đêm thì bây giờ cũng bán 2 lô rồi. Đấy, là những anh chị khách hàng người ta sẵn sàng, người ta mua thời điểm này mua mới mua được giá tốt anh chị này. Đấy, đó là về cái chợ đêm anh chị nhé. Một lát nữa quay những cái video lại em sẽ chia sẻ thêm cho anh chị. Và mình quay qua bên khu block E anh chị này. Block E thì bây giờ những nền 5-16 ấy, thì em thấy cái giá rẻ nhất cũng là 850. Đấy, 850 đấy anh chị. Còn có những cái lô 519, 520 bên này ấy, thì giá nó cũng rẻ nhưng mà so nó xuống không nhiều đó anh chị. Khu E ấy, thì anh chị đầu tư sau này nếu mà kiên trì được ấy, giống như một số khách hàng của em ấy, họ mua trung tâm thương mại, mua hàng ngộp ấy, sau này anh chị nếu trung tâm thương mại xây lên anh chị khá là ngon anh chị nhé, cực kỳ ngon luôn. Khu E cũng là khu mà lượng dân về xây nhà đều anh chị này. Đấy, nhà dân khu E và khu C, và khu C là xây mạnh nhất. Đấy,
khu E ấy, là khu mà cái tiềm năng tương lai nó nhiều. Đấy, anh chị em chia sẻ thêm cho anh chị một ý này này. Nếu mà anh chị có quy hoạch đồng, có bản đồ quy hoạch của đồng xoài ấy, anh chị sẽ thấy cái này, cái quỹ đất mà đang cây cao su này anh chị nhé, được thành phố Đồng Xoài người ta quy hoạch vào là đất trường cấp 3 Đồng Xoài đấy anh chị. Đấy, khu E sau này sẽ khu cực kỳ tiềm năng. Thì theo ý kiến cá nhân của em thôi anh chị nhé, việc xây trường cấp 3 ở đây là khả thi. Thứ nhất là Tiến Hưng bây giờ công nghiệp của nó nhiều. Đấy, thứ hai là nó có một đại đô thị rất là lớn, dân về xây nhà rất là đều. Đấy, thì cái nhu cầu cho con em đi học ở gần ở đây ấy, nó sẽ về lâu về dài nó sẽ cao. Thì việc xây trường cấp 3 là nó hoàn toàn khả thi. Thì trường cấp 3 gần với trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2 ngay đây luôn. Cát Tường Phú Hưng sau này sẽ là khu trung tâm của trung tâm và khu đẹp nhất luôn anh chị ạ. Đấy, thời điểm này mình mới mua được bất động sản giá rẻ. Đấy, chứ còn thời điểm sau á, thì khi mà dân về đông, em đảm bảo anh chị đất trong này không có chuyện 5m x 20 mà giá tỷ 1, 50 đến 1 tỷ 2 đâu anh chị ạ. Không thể có được đâu. Đấy, đây là em chạy dọc theo đường N10 anh chị này. Đường N10 này thì đợt này chủ đầu tư cũng đang bán sản phẩm của chủ đầu tư anh chị nhé. Đấy, và đợt này chiết khấu khá là cao. Theo em nắm thông tin chiết khấu khoảng 28,5% đấy anh chị. Đấy, và đường N10 thì nó thông thẳng ra đường DT741 anh chị nhé. Đường này này, đường này thì sau này anh chị khách hàng kinh doanh buôn bán cũng khá là ngon. Tại vì nó là đường huyết mạch đấy anh chị. Đường này là đường dân sinh, đường có từ thời xa xưa rồi, nó dân đi còn đông hơn đường tuyến tránh quốc lộ 14 đấy anh chị. Đấy, cái này là thực tế luôn. Dân đi còn nhiều hơn cả đường tuyến tránh quốc lộ 14. Bây giờ có hai con đường mà dân đi nhiều nhất, đó là đường N10 này là một và đường Phan Bội Châu là hai. Đấy, còn câu chuyện của tuyến tránh quốc lộ 14 là câu chuyện dài hơi anh chị ạ. Sau này ấy là thông đường tuyến tránh ấy, thì lúc đó thì ngoài kia đúng đất vàng rồi anh chị ạ. Còn bây giờ thì em nghĩ anh chị mua đầu tư ấy, cũng phải tầm nhìn 5 năm 10 năm. Nhưng mà ngoài kia bây giờ có sổ rồi, anh chị đợi được cho thuê khai thác dòng tiền vẫn ok đấy. Đấy, đây là qua khu E anh chị nhé. Đấy, dự án đẹp như vậy mà anh chị không đầu tư, anh chị đi mua ở đâu? Đi toàn đi mua đất dân, bây giờ mua không biết lúc nào mới lên luôn anh chị. Còn đất dự án nó có một cái đặc biệt rất là hay như vậy anh chị này. Đất dự án nó có mặt bằng giá đấy anh chị. Nó có mặt bằng giá, ví dụ đang 1 tỷ mà về 8,5 triệu, ông nào kẹt tiền là có người nhảy vào mua ngay. Mua 8,5 triệu bán là 9,5 triệu vẫn rẻ. Đấy, nó lợi hại chỗ đó. Còn đất dân chả thấy mặt bằng giá đâu, mua là mua theo cảm xúc. Đấy, cho nên là khi bán rất là khó. Đây, chia sẻ thêm chợ đêm anh chị nhé. Ngay con chuột em Thọ đang để này là người ta cũng thuê rồi. Đấy, đang hàn nhà tiền chế đấy anh chị này. Đấy, anh chị thấy khu chợ đêm mà bây giờ người ta làm ăn được, người ta phát triển kinh khủng không? Đấy, cho nên là những cái vị trí đất mà quanh quanh chợ đêm á, anh chị không cần tiền anh chị đừng có bán. Thực tế như vậy đấy anh chị. Nói chung là em làm môi giới ấy, anh chị bán, lượt bán anh chị càng nhiều ấy thì em càng được nhiều tiền thôi nếu anh chị gửi em. Nhưng mà theo quan điểm của em ấy thì lợi ích phải song song. Ví dụ như anh chị đầu tư có lời thì bên em bán ra, bên em nhận hoa hồng ấy thì bên em cũng vui. Chứ còn mà bán lộ cho anh chị ấy thì cũng không có vui đâu. Cho nên là những cái gì mà đợt này ấy, hầu hết tất cả anh chị khách hàng, những anh chị khách hàng nào theo dõi kênh Nhà Đất Phạm Thọ rồi có nói chuyện trao đổi với em nhiều ấy, thì anh chị thấy ấy, lúc nào em cũng hỏi là anh chị có cần không, nếu không cần thì đừng có bán. Này, thị trường đang xấu mà bán là toàn bán rẻ thôi. Đấy, thì anh chị nên giữ lại. Đấy, đó là thực tế luôn anh chị nhé. Để cho anh chị em mình là làm việc với nhau là trên cơ sở là hai bên cùng có lợi, chứ không phải là mình cứ mua bán nhiều là tốt đâu anh chị. Nếu anh chị có tiền mặt bây giờ ấy, thì bên em có những cái giỏ hàng mà anh chị khách hàng mà đang vay ngân hàng đấy chị, thì anh chị đó cần bán gấp ấy, thì em tư vấn thêm cho. Chứ còn những anh chị khách hàng mà chưa có áp lực bán ấy, thì em nghĩ là chưa nên bán anh chị ạ. Còn thêm một cái đó là những cái khu vực block F mà đối diện với cái công viên Bảy Kỳ Quan anh chị này. Thì bên khu F này ấy, em thấy thì đầu tư thì tương lai đấy. Thực sự á, không biết anh chị nghĩ như thế nào, nhưng mà theo cá nhân của em Thọ nhá, nếu mà anh chị khách hàng nào có tiền á, có thể mua 2 đến 3 lô liền kề, hai mặt tiền này, sau này anh chị kinh doanh nhà hàng anh chị này,
khúc này là dài đến gần 30 ấy. Kinh doanh nhà hàng mình có cái view 2,2 hecta công viên nhạc nước, sau này mình kinh doanh rất là ngon. Hoặc anh chị nào có tài chính ấy, mua 5 mét sau mình kinh doanh nhà nghỉ khách sạn vẫn được. Đấy, đợt này chủ đầu tư có hàng bên này. Nhưng mà cái này là em khuyên anh chị nhé, là mua bên này phải tầm nhìn nó dài ra. Chứ anh chị tầm nhìn 1 đến 2 năm đừng có mua bên này. Tại vì đơn giá bên này ấy, là nó cao. Đấy, cho nên là nếu anh chị mà tầm nhìn chiến lược thì mình mới mua nhé. Còn đầu tư mà tầm nhìn 1 năm 2 năm mua bên này bán rất là khó. Thực sự luôn. Cái này là chia sẻ thực tế cho anh chị. Đấy, chia sẻ thực tế cho anh chị nắm luôn anh chị nhé. Nếu mà tầm nhìn 5 năm 10 năm em khuyên anh chị mua bên này, không có mua những cái đường xương cá. Đấy, còn nếu mà tầm nhìn 1-2 năm thì nên mua những cái lô nhỏ bên này, thanh khoản rất là nhanh, vừa túi tiền của bà con mà giá nó lại rẻ, đầu tư lướt sóng rất là tốt. Còn bên này thì lướt không được đâu anh chị, bên này đảm bảo với anh chị lướt không được, trừ trường hợp anh chị mua được giá quá là rẻ hay là giá thanh lý của chủ đầu tư thì anh chị bán ra mới được. Còn đơn giá của bên này nó khá là cao, trong khi cái lượng đất trong khu Cát Tường Phú Hưng còn khá là nhiều đấy chị. Đấy, để cho anh chị nắm rõ hơn những cái chi tiết trong khu Cát Tường Phú Hưng để mình có thể đưa ra được những cái quyết định đầu tư, cũng như là nắm được tình hình hiện tại. Thì đợt này lên video ấy, thì hầu như hết là tin vui đấy chị. Còn cái tin về giá bất động sản hiện tại ấy, thì em nói thật với anh chị ở đâu cũng vậy, chứ không riêng một mình Phú Hưng đâu anh chị. Đấy, mà Phú Hưng ấy, là hiện tại được đánh giá là cái vị trí, cái bất động sản có thể cứu cánh nhiều nhà đầu tư nhất tại thành phố Đồng Xoài cũng như là tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Vì trong này còn thanh khoản. Đây, nếu mà đang vay mượn mà có đất trong Cát Tường Phú Hưng, chịu khó bán lộ đi một chút hoặc bán dưới giá một chút, thậm chí bán hủy vốn ấy, nhiều anh chị bán hủy vốn thôi là bán được ngay. Còn ra đất dân, đất xào, đất thép ấy, thực sự mất thanh khoản anh chị ạ. Em đầu tư mà bây giờ em cũng thiếu và khóc rồi thôi ấy, tại vì bán không được. Còn trong này chị cần ví dụ như mua 850, bây giờ đang kẹt tiền vay ngân hàng, bây giờ lúc trước người ta trả tỷ 2 không bán, bây giờ bán 870, 880 coi như là không lời, cầm tiền về đáo hạn ngân hàng hay trả bớt giải quyết nợ nần, bán một phát một nốt nhạc anh chị. Thực sự luôn, em đảm bảo những anh chị khách hàng mua từ thời Covid á, bây giờ anh chị muốn chuyển đổi nhé, anh chị bán một trong vòng một nốt nhạc là ra đất luôn. Thì mình tính là bây giờ mình bán, mình giải quyết công việc của mình thì tất nhiên là bán nó không được lời đâu. Đấy, nhưng mà ít nhất là nó có thanh khoản. Thực sự luôn anh chị, ít nhất là nó có thanh khoản, chứ không giống như bây giờ như em đi phân lô đất xào trong Đồng Phú, bây giờ cần tiền bán đâu được đâu. Đấy, bán thậm chí mà về một nửa giá luôn, bán không được luôn. Đấy, nhưng Cát Tường Phú Hưng là vẫn có thanh khoản, bên em vẫn bán tốt anh chị nhé. Thực sự cái này chia sẻ thật tâm với anh chị. Đấy, thì tổng kết lại là hôm nay em làm việc với anh chị là vấn đề cập nhật đường Phan Bội Châu anh chị nhé. Thì đường Phan Bội Châu là 30 tháng 4 là sẽ thông đường ấy. Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 thì có thêm 4 cái nhà máy về xây mới. Đường Trường Chinh thì bây giờ đã nhận đền bù và kế hoạch là sẽ nhận đền bù xong, cấp tái định cư xong sẽ làm luôn. Và nhà phố tại Cát Tường Phú Hưng, những cái trục đại lộ Khải Hoàn, đại lộ Phú Hưng là được cấp sổ anh chị nhé. Và chợ đêm hiện tại là khu kinh doanh trầm uất nhất. Còn về giá, về thanh khoản thì Cát Tường Phú Hưng vẫn thanh khoản được, nhưng giá nó kém hơn lúc trước thôi. Thì anh chị khách hàng nào có những cái thắc mắc ấy, về Cát Tường Phú Hưng, hay là có những cái lô đất trong này cần tư vấn giá, cần tư vấn thêm những cái gì thì cứ gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0983023974, em có để ở trên màn hình ấy. Em sẽ tư vấn cụ thể cho anh chị, chi tiết cho anh chị luôn anh chị nhé. Đấy, còn về giá thì giá đợt này thì rẻ đấy anh chị, giá bán ra là rẻ thật đấy. Đấy, và nhưng mà bán rẻ vẫn thanh khoản được đấy, chứ không phải là bán rẻ mà không thanh khoản được đâu. Đấy, cho anh chị nắm được rõ tình hình. Đấy, thì sau đây là cái video mà hôm nay em muốn làm để gửi tới tất cả quý vị khách hàng, giải đáp cho anh chị những cái câu hỏi, những cái vấn đề mà anh chị cần quan tâm tại thời điểm hiện tại. Thì nếu anh chị khách hàng thấy video của em Thọ hay và bổ ích thì hãy cho em Thọ một like và nhấn nút đăng ký kênh. Và
khi em ra những cái video mới về khu Cát Tường Phú Hưng hay có những cái lô đất đầu tư giá rẻ em đăng lên thì anh chị sẽ là những người nhận được đầu tiên. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Em Thọ xin kính chúc tất cả anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo ạ.